Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để khám phá đầu kéo Cam CH9 bản Luxury. Chiếc đầu kéo này có thể nói là bình mới mà rượu cũng mới tại thị trường Việt Nam. Có khá nhiều những thứ hay ho trên chiếc xe này mà chắc chắn các bạn sẽ không tìm thấy ở chiếc xe đầu kéo nào cùng phân khúc. Cái tổng thể ngoại thất của cabin H9 thì mang thiết kế rất là tương lai. Với thiết kế này thì chắc chắn các bác có thể đưa em nó về và chạy thậm chí là đến 10 năm cũng chưa chắc đã bị lỗi thời. Điểm ấn tượng đầu tiên là cái dải kính chắn gió cộng với cửa sổ chính và hai cái cửa sổ phụ tạo thành một cái dải màu đen liền mạch cực kỳ bắt mắt. Nó cho tôi cảm giác như đây là một thiết kế của một chiếc phi thuyền trong những bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó. Nói chung là khá là ấn tượng với cái thiết kế này H9. Rồi còn chữ Cam C được mạ chrome sáng bóng, lại được gắn lên cái nền đen này, rất nổi bật. Ký hiệu H9 ở bên phải và 420 thể hiện công suất ở phía bên trái. Điểm ấn tượng thứ hai mà tôi rất là thích trên chiếc xe này là cụm đèn và nửa dưới của mặt ca lăng. Một kiểu thiết kế có cái gì đó rất Volvo, rất châu Âu. Nếu đem so sánh cụm đèn và cái mặt ca lăng ở dưới này thì đâu đó tôi nghĩ đây là cụm đèn và mặt ca lăng của một chiếc đầu kéo Volvo FH cực kỳ đẳng cấp như ở trên màn hình các bác có thể thấy đấy ạ. Các bác có thấy nó giống không ạ? Cụm đèn khá là ấn tượng. Nó có dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ V chạy dọc theo thân đèn. Khi chúng ta mở khóa điện là đèn luôn sáng. Bên trong có đèn pha cốt bi LED và cái dải xin nhan được tách biệt hoàn toàn cách điệu bởi một dải màu chrome khá là ấn tượng. Bên dưới là đèn pha xương. Thật sự thì giao diện từ trên xuống dưới của mặt trước cabin xe H9 thì không có điểm gì để chê. Sang đến hai bên cánh cửa thì chúng ta có thể thấy là thân cánh cửa được dập những cái đường với biên dạng cong liền mạch quấn từ khe hút gió qua cánh cửa và vỏ cabin rồi đến hết phần cánh gió sau. Có lẽ nhà máy đã tính toán rất kỹ về phần khí động học cho cabin của H9. Xe trang bị mui lướt gió phía trên đầu kéo dài xuống đến tận phía dưới này. Ngoài ra thì trên nóc cabin thì có hai cái còi hơi rất là ngầu như này, như trên hình đấy ạ. Nhưng nó mới được tháo xuống. Khi nào các bác mua thì chúng em sẽ lắp lên và tắt kèn. Với cái form xe như thế này thì tôi nghĩ là các bác nào có đam mê độ xe hay là thích trang trí xe, lắp đồ chơi thì chắc chắn nó sẽ là lựa chọn khá là ok. Lốp xe thì được trang bị lốp 12, búa thép không xăm. La răng thì cũng được làm cũng khá là bắt mắt. Các bác có thể mua những cái mũ chụp inox với con tắc kê này thì khá là chất. Chắn bùn thì cũng được làm sơn đồng màu với cabin rất là đẹp. Thùng dầu thì bằng inox với thể tích là 800 lít, cũng khá là lớn. Lọc gió thì được làm ngay ở phía bên ngoài này và đặt ở cái vị trí rất là thuận lợi để chúng ta có thể thao tác vệ sinh hay là thay lọc. Và cầu này thì các bác đã thấy là cầu lắp man HL460 với tỷ số truyền là 4.11, ngâm trong dầu, không bảo dưỡng, phù hợp với các bác chạy đường trường. Mâm kéo thì được trang bị mâm phi 50. Ở đây thanh răng thì chỉ có một thanh răng duy nhất là thanh răng dọc, vì chức năng chống xoắn đã hoàn toàn do ba lăng xê và sát xi nhiều lớp có thể chịu lực.
không cần đến thanh giằng chéo như các cái hãng như là Hovo. Rồi chúng ta cùng lật cabin lên xem trái tim của chiếc xe này có gì mới nhé. Trước đây thì có rất nhiều những mẫu xe tải đầu kéo của Cam C đã về Việt Nam nhưng lại lắp cái động cơ hán mã mà do bản thân Cam C sản xuất, hay là động cơ Hino, động cơ Ve Chai. Rất là nhiều khách hàng không dám đầu tư xe vì lo ngại về vấn đề phụ tùng. Thực ra thì cái động cơ này cũng rất là tốt nhưng mà nó rất là hiếm về cái phần phụ tùng sau này thay thế, nên là khách hàng cũng khá là băn khoăn. Thì nay H9 đã được trang bị động cơ Du Chai, xin nhắc lại là Du Chai 420 mã lực, chính là động cơ của Trang Long H7 đang trang bị. Chúng ta có thể mua bất kỳ ở đâu phụ tùng để thay thế và được hãng động cơ Du Chai trên toàn quốc bảo hành như động cơ của Trang Long. Và tất nhiên là hộp số cũng được trang bị hộp số của Pháp, hộp số Mỹ được sử dụng nhiều nhất trên những xe Trung Quốc bán chạy nhất tại Việt Nam hiện tại. Chúng ta có thể thấy là động cơ và hộp số của Cam C H9 không chỉ là cùng hãng mà thậm chí còn cùng mã đối với Trang Long H7. Nếu chúng ta có thể đặt lên bàn cân thì chúng ta chỉ nên so sánh về phần cabin và phần thiết kế thôi. Chúng ta có thể lắp lẫn tất cả những cái linh kiện phụ tùng của động cơ và hộp số của đầu kéo Cam C H9 và đầu kéo Trang Long H7. Các bác có thể hoàn toàn yên tâm về vấn đề phụ tùng cũng như là bảo hành của Cam C H9 rồi. Bác nào còn lăn tăn về chế độ bảo hành cũng như là phụ tùng của Cam C cứ bình luận hoặc liên lạc với em theo số điện thoại ở bên dưới màn hình để em có thể giải đáp nó trọn vẹn nhất. Chúng ta cùng điểm thêm một vài cái trang bị của xe để cùng lên cabin khám phá nội thất cực chất của H9. Ở đây H9 thì có 4 giảm chấn bóng hơi ở 4 góc cabin. Hệ thống ECU thì được cung cấp bởi hãng Bosch của Đức. H9 thì trang bị 3 bình hơi, 2 bình hơi ở phía trước, bình hơi chính và một bình hơi phụ ở phía sau để đảm bảo cho hơi có thể di chuyển xuống phanh được gần nhất. Và chúng ta cùng vào bên trong xe xem nội thất của H9 có gì đặc biệt nhé. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4 và lên đến cabin là 5 bậc, cũng khá là cao đấy. Không gian nội thất của H9 thì rất là rộng, gồm 2 ghế ngồi và 2 giường nằm, 2 tầng như thế này ạ. Đi vào chi tiết thì cảm nhận đầu tiên là chiếc ghế lái được trang bị ghế hơi cực êm và có rất nhiều cái chế độ chỉnh ở đây. Chỉnh lên này, xuống này, dịch lên trước này, lùi ở phía sau này, độ ngả ghế, chỉnh G tựa lưng, có cái G ở đằng sau lưng nhá, có thể chỉnh được cái G đó lên xuống làm sao để cho nó phù hợp với cái thắt lưng của từng người lái. Chiếc ghế của H9 thực sự còn đỉnh hơn rất là nhiều chiếc xe con trên thị trường. Chất liệu của ghế là loại vải nhung mềm mịn, có rất là nhiều những sợi lông li ti và vuốt, cảm giác mô tả thế nào nhỉ, nói chung là rất là sướng. Tất cả ghế và giường đều có chất liệu này, đồng màu luôn. Vô lăng của Cam C H9 vô cùng ấn tượng với thiết kế 4 chấu và tạo hình của nó thật sự cảm giác đây như là vô lăng của một chiếc xe con. Chính giữa là logo và dòng chữ Cam C nổi bật. Nó cũng chính là cái nút còi khá tiện lợi. Nó nằm ngay trên vô lăng thay vì nằm trên vị trí khác. Trên đây thì chúng ta có rất nhiều phím. Ở bên trái là điều khiển ga tự động trên cao tốc hay đường trường vắng người, chúng ta có thể dùng chế độ này. Bên phải là phím điều chỉnh âm lượng
radio và nghe điện thoại. Khi điện thoại đã được kết nối Bluetooth với xe thì các bác có thể ấn phím trên vô lăng này để nghe giọng nói của người gọi đến sẽ được phát lên ở trên loa của xe. Các bác có thể nói chuyện điện thoại mà không cần đụng đến chiếc điện thoại. Rất là tiện lợi và an toàn khi các bác lái xe. Ôm lấy hai cụm phím này là hai dải chrome sáng và hai chấu bên dưới được sơn màu tương phản, tạo cảm giác rất là đẹp, rất cao cấp. Toàn bộ mặt táp lô của đầu kéo cam CH9 là màn hình điện tử. Trên đồng hồ táp lô thể hiện tốc độ này, vòng tua này, mức dầu này và rất nhiều những cái chỉ báo ở đây. Hai bên thì là báo áp suất bình hơi, cảnh báo dây an toàn, đỗ xe, ắc quy và rất nhiều những cái cảnh báo ở đây. Sang đến phần táp lô thì nó được thiết kế xoay hẳn về phía người lái để anh em lái xe có thể thao tác dễ dàng. Điểm nhấn trên táp lô là những cái mảng phối màu vân gỗ rất là sang trọng và những cái chi tiết được lắp trên táp lô rất là chắc chắn. Các bác có thể kiểm tra rất là ít hãng ở Trung Quốc đang phân phối tại thị trường Việt Nam có độ chắc chắn như cam C. Rồi, chúng ta cùng xem táp lô có những chức năng gì nào. Ở đây thì chúng ta có phím nâng cabin này, còi hơi. Chúng ta có sẵn còi hơi các bác nhé. Sấy kính chắn gió và cả kính ở hai bên cửa luôn. Chúng ta có thể nhìn gương rõ ràng. Và trên gương cũng là có cả sấy gương và chỉnh gương, chỉnh điện ở trên cánh cửa. Phía bên dưới là bật tắt ABS này, ECU này và cài cầu. Phía bên dưới thì là núm chỉnh chế độ chạy của cam CH9. Ở đây chúng ta có 4 chế độ chạy, từ không tải, tải nhẹ, tải trung đến tải nặng. Cái núm xoay này có vẻ chắc chắn hơn so với con lăn của Trang Long. Ở cái cụm này thì chúng ta có những gì nhỉ? Radio này, nghe điện thoại này, hai ổ USB. Ở phía bên dưới còn một ổ USB nữa. Chưa kể tàu thuốc, chúng ta có thể lắp thêm một vài cổng USB nữa. Phía sau giường cũng có một ổ. Cổng sạc USB gần như là khắp mọi nơi trên xe, góc nào chúng ta có thể tiếp cận được. Ở cụm này thì là điều khiển điều hòa, tăng giảm nhiệt độ, tốc độ gió, lấy gió trong, gió ngoài, hướng gió, hay là tất cả những cái chế độ của điều hòa được hiển thị trên cái màn hình nhỏ nhỏ này. Chính giữa có ngăn kéo để đồ hay giấy tờ, thiết kế khá là bắt mắt. Bên sườn nghiêng về phía bên phụ thì có ống gạt tàn thuốc này, hốc để chứa cốc nước. Rất là tiện lợi, vừa cái tầm với của bác phụ. Trước mặt của bác phụ thì cũng có hai cửa gió điều hòa, rất là mát. Cần số thì được bố trí cũng rất là thuận tay, với 12 số tiến, 2 số lùi, 2 tầng nhanh chậm, hay còn gọi là số rùa và số thỏ đấy ạ. Phía trên thì là 3 tủ đồ và rất là nhiều những cái hốc để chứa đồ và giấy tờ như thế này. Các bác thoải mái để đồ. Giường ở phía sau thì rất là rộng, nằm êm,
với bác nào tầm khoảng 6 đến 70 kg thì có thể nằm được 2 người ở chiếc cái giường này. Hai đầu giường thì đều có cửa sổ nhìn ra ngoài. Nằm ở đây thì cũng khá là thoải mái. Chiếc giường ở tầng trên thì được treo bởi 2 chiếc dây dù khá là chắc chắn, có thể nâng lên hạ xuống để cho gọn. Ở trên giường trên này thì có thêm một cái tấm lưới, nó sẽ tạo ra cho chúng ta cảm giác yên tâm hơn khi ngủ ở phía trên cao này. Nếu nằm ở trên này các bác thấy bí thì có thể mở cửa sổ trời ở phía trên để lấy gió. Đèn trần thì được thiết kế ở hai bên cửa sổ trời rất là lớn. Đèn này thì công suất khá là cao. Đèn này buổi tối rất sáng và thậm chí có thể đọc sách được. Chúng ta cùng ngắm nhìn đầu kéo cam CH9 phiên bản Luxury lần nữa nhé. Các bác thấy chiếc đầu kéo này thế nào ạ? Có xứng đáng để đặt lên bàn cân với những đối thủ như là Cheng Long, Hovo hay là Zac không ạ? Bác nào muốn tìm hiểu thêm chi tiết về thông số cũng như là giá cả, thủ tục trả góp, hãy liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ tư vấn cụ thể và hỗ trợ các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video giới thiệu xe tiếp theo.